từ ngày 1 tháng 1 năm 2016, thực hiện điều chỉnh tiền lương đối với người có mức lương hưu, trợ cấp mất sức lao động dưới 2 triệu đồng một tháng và trợ cấp đối với giáo viên mầm non có thời gian công tác trước năm 1995 để lương hưu đạt mức lương cơ sở. Người hưởng lương hưu, trợ cấp ưu đãi người có công tiếp tục thực hiện mức điều chỉnh tăng 8% đã thực hiện từ năm 2015 từ ngày 1 tháng 5 năm 2016, thực hiện điều chỉnh tăng mức lương cơ sở từ 1,15 triệu đồng một tháng lên 1,21 triệu đồng một tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, đảm bảo mức lương của người có hệ số lương từ 2,34 trở xuống, không giảm so với mức hiện hưởng.